Chúng ta sẽ tạo test run demo ha. Như vậy mình có thể tạo ở hai trường hợp. Một là mình tự cấu hình và thêm cái JUnit vào. Hai là các bạn chạy trên Maven, chạy trên cái dự án Maven cũng được. Hoặc là các bạn chạy trực tiếp ở cái dự án mà không có Maven cũng được. Được chưa? Cái phần này chạy trực tiếp ở đây. Phần này không có gì fail hết, cho nên nó chỉ in ra cái phần true thôi. Rồi bây giờ thầy sẽ làm lại demo cho các bạn một cái dự án mới hoàn toàn về Maven luôn, để cho các bạn thấy rằng là làm sao để chúng ta tạo một dự án Maven và chúng ta thêm các cái đối tượng vào. New Order, các bạn chọn xuống Maven và Maven Project. Ở đây thầy sẽ đặt tên, chọn cái quick start 1.1 đúng không? Rồi đặt tên cho group ID package. Đâu rồi, tên đâu rồi? Từ từ nào. Add project GA. Rồi, chọn quick start ha. Chỗ này thầy sẽ đặt cho nó là lab 1 bài 4. Lab 1 bài 4. Đây, lab 1 bài 4. Như vậy chúng ta đã có được hai cái phần, một phần là main, một phần là test. Main của chúng ta, test của chúng ta. Trong phần main này thầy sẽ làm một cái đơn giản thôi. Quay trở ngược lại máy tính của chúng ta là đơn giản nhất. Bạn có thể test nhiều thứ, nhưng mà chúng ta làm cái hàm này là đơn giản ha. Public in cộng A phẩy B, hoặc là chúng ta chấm 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 x. Hôm trước chúng ta chỉ làm hai số, bây giờ chúng ta làm n số. Tổng bằng 0 chấm phẩy for int i 2.x tổng cộng bằng i, được không? Return tổng. Như vậy chúng ta đã viết xong cộng trừ. Tương tự như vậy, các bạn sẽ viết ở đây trừ. Trừ thì chỗ này hiệu trừ. Ví dụ 1, 3, 5. 1 trừ 3 trừ 5 đúng không? Ý là vậy chứ gì? Hiệu nhân tích, tích bằng mấy nha? Tích phải bằng 1 ha. Chỗ này mình để tích bằng 0 đi, mới có cái gì, mới có cái sai chứ. Đép gì mà đép đúng hết làm sao? Đép đúng hết rồi test làm gì? Phải đép sai một tí chứ. Chỗ này là gì?
nhân đúng không? Nhân chia chia thì mình gọi là thương, thương bằng không thầy chưa nói là đúng sai nha, thầy chỉ công bố là đếp xong nha, còn đếp đúng hay không là không biết, đó là nhiệm vụ của test khẳng định đúng hay sai. Như vậy là chúng ta đã có được cái phần của đếp. Bây giờ phần của test. Phần của test. Chúng ta làm gì nào? Ở đây thì chúng ta không có insert được rồi. Làm sao? Bên này làm sao để chúng ta chèn được cái file test vào? Lab 1 bài 4. Thì các bạn sẽ chọn new. Nó khác với lại cái dự án thông thường. Dự án thông thường thì chúng ta click chuột phải lên cái file của chúng ta và chúng ta chọn Gunit và chúng ta chọn tạo ra file test. Còn bây giờ thì khác. Chúng ta phải chọn dự án ha, chọn cái file của chúng ta ở đây là máy tính. Và chúng ta chọn ở trên này là new. New thì nó sẽ có là Unit test key. Nó khác tí xíu. Để đây nó để là máy tính test nè. Và mình chọn là new unit 4. Sao nó không chọn 5? Rồi chúng ta chọn cộng trừ nhân chia. Đây nó đưa vô. Trong file form của mình nè. Chỗ này các bạn đổi lại tí xíu. Các bạn sẽ lên các bạn search là Gunit Maven. Thì các bạn mở cái này ra. Mở trang đầu ra. Nó sẽ cho Gunit Maven 4.13.2. Các bạn copy cái này vào. Ctrl C. Và trong cái dependency của mình bỏ cái cũ đi. DaVinci mà y dài nha. Rồi dán cái mới vào. Máy tính test. Trong máy tính test này mình sẽ viết lại đối với cộng, với trừ, với nhân, với chia. Nó khác ở bên kia. Bây giờ ở chỗ này các bạn sẽ khai báo một cái mảng. Khai báo một cái mảng A sẽ bằng ví dụ ở đây 5 7 3 8 9 1 2. Mình có một cái mảng A và mình sẽ khai báo một cái biến. Thì sau mình sẽ khai báo một cái hàm ở bên này nữa. Một khai báo một cái hàm của mình là máy tính. Máy tính. Máy tính bằng new. Máy tính. Rồi xuống đây thì sau của mình sẽ là máy tính chấm cộng, bởi vì mình đang test cộng, đưa cái A vào, nó cho ra một cái kết quả. Và mình sẽ có một cái in. Kết quả của mình phép cộng này là bằng mấy? Bằng mấy nào? Mình cho số nào để cho nó dễ đi ha. À, mấy nào? Mấy? 35. Ok.
Như vậy kết quả kỳ vọng của mình là 35. Và mình sẽ kiểm thử cái việc này. Send của chúng ta. Chúng ta chọn equal giữa result và kết quả. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái kiểm thử cộng. Chúng ta kiểm thử trừ. Máy tính new. Chỗ này thầy sẽ đổi lại cái này tí xíu cho nó dễ ha. Như vậy chỗ này của chúng ta là trừ. Chúng ta lấy 10 trừ 1 trừ 2 trừ 3 là trừ 6 đúng không? Kỳ vọng của chúng ta là 4. 10 trừ 1 trừ 2 trừ 3 6. Ok, kỳ vọng là 4. Tương tự như vậy, nhân chúng ta sẽ có 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 là mấy nào? 4 dây thừa 24. Và chỗ này của chúng ta là nhân. Phép chia. Phép chia, chúng ta lấy cái gì chia cho nó nhanh? 10 chia 20 đi. 20 chia 2 được 10. Chia 5 được 2, kỳ vọng là 2. Chia. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái này xem thế nào. Một cái cộng đúng. Cộng đúng. Trừ. Sao sai? Đã nhận được trừ của chúng ta. Mình nghĩ là 4 mà sao nó lại ra âm 16 dữ vậy? Phép trừ của mình hiệu bằng 0. Đúng rồi, hiệu trừ 10 luôn mà. Thấy chưa? Mục đích của mình nó khác. Mục đích của mình là gì? Là 10 trừ. Nhưng mà bạn đếp là bạn đếp vậy đó. Bạn đếp là hiệu là trước tiên là bằng 0. Rồi sau đó hiệu trừ cho số tiếp theo. Thấy chưa? Thấy cùng là một ý tưởng cực kỳ đơn giản. Nhưng mà vấn đề là bạn thể hiện cái gì? Bạn đang mong muốn cái gì? Như vậy thì chỗ này mình làm sao mà nó đúng nè? Mình làm sao mới đúng? Thấy chưa? Đấy. May mắn là chỗ này nó ra fail. Chứ còn nếu mà các bạn đếp cỡ gì nó cũng đúng hết thì thôi, tester không có vấn đề gì để làm hết. Ha, thầy ví dụ cái này thầy không đi lại lối mòn là hiệu là A trừ B. Nếu mà A trừ B không có gì để bàn đúng không? Còn hiệu của mình ở đây là mình mong muốn rằng là lấy số đầu tiên trừ cho những số còn lại. Các bạn nói bài toán này không thực tế. Ủa, thực tế hay không là do requirement mà. Đúng không? Kiểm thử cơ bản. Cái ứng dụng đó bạn viết để làm gì? Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ủa, khách hàng kia người ta không yêu cầu, nhưng mà khách hàng này lại yêu cầu. Tính một cái hiệu là lấy số đầu tiên trừ những số còn lại. Ví dụ như làm gì? Kiểm tra tồn kho. Số đầu tiên là hàng nhập. Tất cả những cái phía sau là gì? Là xuất. Thì hỏi là cuối cùng còn bao nhiêu hàng? Ủa, được mà. Cũng có bài toán thực tế vậy. Được không? Như vậy thì đó là bài toán thực tế. Vậy thì bạn dev này là đang hiểu theo kiểu thông thường. Đúng không nào? Bạn dev này là đang nghĩ bình thường nè. Vậy thì theo các bạn, làm sao để mình chuyển cái code của bạn dev này chưa chính xác theo ý của khách hàng?
Ví dụ số đầu tiên là nhập, số lượng nhập. Còn những số phía sau là số lượng xuất. Và cuối cùng người ta muốn tồn kho là bao nhiêu? Đó là bài toán thực tế đó. Vậy làm sao nào? Rất là may mắn ha. Vô tình lượm được bí kíp. Một cái ví dụ rất là hoàn hảo. Rồi bây giờ đếp chỉnh ha. Đây là đếp cũ nè. Đó, đây là code cũ nha. Thầy copy ra một cái thì comment nó lại. Bây giờ ông đếp mới ông sửa nè. Thì theo các bạn cái hiệu bây giờ nó sẽ bằng gì? Bằng gì nào? Bằng x x 0. Và mình có for kiểu này được nữa không? Vậy mình for làm sao? Y bằng 1, bởi vì không gán rồi. Y nhỏ hơn x chấm len y cộng cộng và hiệu bằng hiệu trừ y à? Trừ gì Nam ơi? Trừ gì? Thắng ơi, tập trung gì trong đó? Trừ gì nào? Trừ ít thứ y. Và kết thúc hiệu. Mình mới fix xong cái phần trừ. Được chưa? Rồi, chạy lại trừ nha. Kỳ vọng của mình là bằng 4 nè. Hay quá. Trừ bát. Được không? Tương tự như vậy đối với lại phép chia của chúng ta. Vậy ý tưởng của mình tương tự như vậy. Lấy thằng đầu tiên chia cho các chú còn lại. Thì có phải là mình làm giống như hồi nãy không? Rồi. Vậy thôi, copy đây đi. Copy, sửa cho chia. Chia của chúng ta đổi lại chỗ này thương. Và chỗ này thương sẽ chia cho những chú còn lại. Thương hết. Qua đây. Chạy lại. Thương bát. Phép chia bát. Đúng kỳ vọng của mình. Bây giờ nhân. Thì tất nhiên. Nhân mà các bạn dùng gì? Tích bằng 0. Thì fail chắc. Bởi vì cái này không thể gọi là ý tưởng nữa. Mà phép nhân thì giá trị khởi tạo phải là mấy? Phải là 1. Rồi, đép này là đuổi được rồi nha. Hồi nãy phép trừ á, thì nó gọi là gì? Em không hiểu ý tưởng của sếp. Đúng không? Cho nên em làm vậy, đúng, chấp nhận. Còn đối với lại phép nhân mà gán khởi tạo bằng 0 thì đuổi được rồi. Gán khởi tạo bằng 1. Được chưa? Chạy lại. Rồi, hết, không có cái nào fail hết. Được không ta? Được không? Ổn không? Ổn chưa? Như vậy thì ở chỗ này, trong trường hợp này, làm gì? Nãy giờ thầy và các bạn đang làm gì? Vừa đếp, vừa test. Cho nên chúng ta thấy nhau, chúng ta sửa luôn. Còn bây giờ, Tết đang ngồi ở đây. Đếp thì đang uống cà phê. Đâu có keo vô được. Đúng không? Rồi, không keo vô được nha. Quay trở lại. Trả lại cái gì?
Trả lại cái thứ nhất là chỗ này của bạn đẹp. Trả lại cái thứ hai là cái này thầy không có viết nữa, mà thầy trả lại cái cũ cho bạn này. Như vậy mình có hai cái sai, một cái trừ và một cái chia. Còn cái nhân tạm thời là chấp nhận cái chỗ này, nhân chỗ này tích sai luôn đó, nhân sai chia ok. Như vậy cộng và chia là coi như đúng, và mình có hai cái sai là trừ và nhân. Rồi bây giờ mình không có nói miệng được, bởi vì mình gọi bạn Dép về, Dép nói đang uống cà phê, ok cho chú uống cà phê đi, anh sẽ gửi file cho chú xem, được không? Anh gửi file bằng cách là anh tạo ở bên cái test này nè, cái package test nha, tạo bên cái package test. Hồi nãy là máy tính test mình cũng tạo bên này, bây giờ cái test runner mình cũng tạo bên này luôn. Các bạn chọn new class, nhìn lên bảng giúp một cái, chứ không để mà sau hỏi nữa. Nhìn lên bảng đi, mình sẽ để ở đây một cái class là test máy tính. Có phải là trùng không? Máy tính test vô, cái hồi nãy là gì? Máy tính test. Rồi mình để im là máy tính test luôn. Máy tính test nó báo trùng, mình thêm chữ runner. Thêm chữ runner vô. Tức là cái này mình chạy luôn và ra file luôn, chứ không phải là máy nó chạy nữa. Như vậy bên trong này các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn chỗ này giúp thầy. Hướng dẫn chỗ này chúng ta sẽ tạo một cái hàm main, và chúng ta dùng cái result cộng với lại gunit core run class, rồi cộng một cái failure. Như vậy chỗ này chúng ta có thể để như vậy đi cho nó dễ nhìn. Ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái là hàm main, chèn cái main vào, một cái là result. Rồi các bạn sẽ chèn cho thầy gunit runner. Runner result phải đúng cái thư viện nha, org.runit. Các bạn chèn sai thư viện là nó không được á. Rồi mình tạo nó một cái biến bằng gunit core. Gunit core chấm run class. Run class. Và mình đưa cái class của mình hồi nãy là gì? Máy tính test. Máy tính test chấm class. Máy tính test chấm class. Rồi chấp nhận ha. Xuống dòng mình sẽ kiểm tra nó chạy được hay không, thì mình sẽ dùng cái failure nè. Failure 2 chấm trong result get failure. Tại vì sao mà mình không có get bad mà mình chỉ get failure thôi? Tại sao? Tại vì mình kiểm tra hàng ngàn cái test key. Trong hàng ngàn test key thì có thể có rất nhiều test value mà đa số là bad, thì mình chỉ get cái fail thôi, chứ bad rồi nói chi nữa, đúng không? Còn nếu mà 40% fail thì phải quay lại xem chính mình, chứ không phải xem Dép đâu nha. Nếu mà bạn xem Dép thì chuyện gì xảy ra? Choảng nhau. 40% fail thì chưa chắc mình đúng, mình phải coi lại chính mình đã. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ for failure, các bạn sẽ dùng cái failure này
và chúng ta sẽ chạy ở trong cái result của mình. Chấm get folder. Chỗ này là nó sẽ get tất cả các cái lỗi xảy ra. Get tất cả các lỗi xảy ra. Rồi mình làm gì ở đây? Khi mà gặp lỗi thì mình sẽ system out. Mình sẽ in cái chú này ra. System out print. Mình sẽ in cái lỗi ra. Failure.toString. In cái lỗi này ra. Còn bạn, nếu như mà bạn muốn cụ thể hơn là cái dữ liệu đầu vào rồi cái dữ liệu đầu ra thì các bạn sẽ tìm và in cụ thể ha. Còn thầy chỉ có in vậy thôi. System out của chúng ta. Và chúng ta chọn là result bằng cộng với result chấm những cái đã pass success. Rồi, đó là code của mình. Như vậy mình sẽ gọi cái lớp này để chạy. Và nếu như có failure thì chúng ta có failure thì chúng ta sẽ đưa cái này ra. Vậy thầy đang làm gì đây? À, xuất ra console thôi. Còn nhiệm vụ của các bạn là gì? Create một cái file. Ghi cái lỗi này vào file. Phải để cái cho các bạn làm với thầy làm hết sao được. Đọc file, ghi file Java mấy? 3 là sâu quá, 2. Java 3 là đến database rồi. Java 2 là đã đọc ghi file. Rồi, nhiệm vụ quay lại Java 2. Bây giờ các bạn run, nó không còn unit run nữa mà nó run trực tiếp Java application. Sau khi chúng ta xong, nó báo ở đây. Xuất cái này ra làm gì? Rồi, uống cà phê đi, check Zalo đi em. Check Zalo đi. Thấy không? Kết quả mong muốn là 4, mà kết quả thực tế bạn làm 16 âm. Kết quả mong muốn là 24, kết quả bạn làm 0. Được không nào? Như vậy mình sẽ gửi cho bạn dev cái gì? Thứ nhất là test case. Đó, mình gửi cho các bạn test case có test data. Mình gửi cho bạn cái gì nào? Kết quả kỳ vọng. Và mình gửi cho các bạn kết quả thực tế. Như vậy mình sẽ xuất cái đó ra file Excel. Từ từ xuất sau ra Excel sau. Còn bây giờ các bạn chỉ cần xuất nguyên cái dòng này nè, ra file test cho thầy là được. Xong bài này. Lớp 1, bài 4, giảng viên cho thêm. Được không? Đó. Mà thực chất là đến đây là đã làm xong rồi. Thầy có video demo luôn rồi, tí nữa thầy gửi cho. Nhưng mà vấn đề của các bạn là xuất cái này ra file giúp cho thầy. Lấy điểm có mỗi cái chuyện xuất ra file thôi. Mà xuất ra file là Java 2 chứ cũng không phải là môn này luôn. Được không? Dễ à. Lấy điểm với thầy Bình dễ quá. 10 điểm không khó ha.